Xin chào, hôm nay mình có một câu hỏi cho các bạn. Đó chính là, theo các bạn, ảnh động là gì? Không phải là mấy cái ảnh mà màu xấu xấu động động tứ rồi nhá. 2017 rồi, thức dậy đi, ảnh động bây giờ phải như thế này này. Đó, và hôm nay những ảnh 360 sẽ chỉ cho các bạn làm nào để quay ra những bức ảnh như thế này nhá. Kiểu ảnh các bạn vừa thấy nó tên là Cinemagraph. Nó là sự kết hợp của Cinema và Graph. Lại nói linh tinh hả thằng Thính? Xin lỗi tí. Thật ra đây là sự kết hợp của Cinematography và Photography. Hiểu đơn giản ấy, đó là một nửa video và một nửa ảnh. Và để làm được cái kiểu ảnh ấy thì các bạn sẽ cần chuẩn bị một số đồ sau đây. Đồ chuẩn bị ngày hôm nay đây. Đầu tiên các bạn sẽ cần chân máy này. Máy ảnh và ống kính này. Cuối cùng là đồ để làm màu. Việc đầu tiên các bạn cần làm đó là tưởng tượng xem khung hình của mình như thế nào, cái gì sẽ chuyển động và cái gì sẽ nghiêng. Ví dụ ở đây mình có chả, mình sẽ cho đấy nước chuyển động, còn thứ khác thì đứng yên. Nói về thông số một chút đi, thì đầu tiên các bạn phải chuyển sang chế độ quay phim. Tiếp theo, nếu máy của các bạn có chế độ quay 50 khung hình trên giây thì tốt, hãy dùng chế độ ấy đi, còn không thì cứ dùng 25 khung hình trên giây cũng được. Tiếp theo, về thông số của máy, các bạn hãy chỉnh khẩu khoảng 4.5, 5.6 để cho đủ nét nhé. ISO thì tùy chỉnh cho vừa mắt. Đấy hết rồi, làm thôi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái đoạn hậu kỳ mà lúc nãy mình nói nhé. Bắt đầu. Đầu tiên các bạn bấm vào New và chọn ra một file Photoshop mới, bấm Create. Mình đã chọn sẵn file video ở đây rồi. Các bạn chỉ việc kéo thả vào Photoshop thôi. Ok này. Sau đó chọn Window, Timeline, rồi Create Video Timeline. Các bạn sẽ cần chọn lấy một khung hình mà các bạn cho là ưng ý nhất. Cái khung hình mà dòng nước nó chảy ở một chỗ ấy, chứ nó không bị lắc quá nhiều. Đó, khung hình này được rồi. Sau khi đã chọn được khung hình thì bởi vì chúng mình chỉ cần một đoạn video nhỏ thôi, các bạn có thể kéo. Làm các bạn thấy hay không? Chúng mình edit được video trong Photoshop. Thế là mình được một đoạn video mình sẽ dùng. Tiếp đến, chọn lấy một frame mà các bạn thấy ưng ý nhất. Sau đó, bấm Ctrl Z để nhân đôi layer đấy. Rồi, chúng mình sẽ rasterize cái layer đi. Kéo nó vào đây, cho nó gọn. Sau khi đã cắt được cái kia, thì chúng mình sẽ chọn Select and Mask. Rồi, các bạn zoom vào một tí, nhìn cho nó dễ. Cuối cùng các bạn sẽ cần chọn cái đoạn dòng nước ấy. Tôi ra ngoài một chút không sai nhá, tại vì dòng nước của mình nó động mà. Đó, các bạn nhớ tôi cẩn thận này. Sau đó chọn filter lên một chút. Rồi, zoom ra nào. Ấn Enter. Vậy là chúng ta có một đoạn video rồi đúng không? À mà quên, các bạn phải bật loop playback lên nhé. Rồi đó, thế là nó sẽ chạy đi chạy lại, chạy đi chạy lại. Xong rồi. Cuối cùng để xuất file ra, các bạn chọn Save, Export, Save for Web Legacy. Đợi nó load một chút nha. Rồi, như zoom hơi quá, zoom ra một chút nào. Chọn Playback là Forever. Nhấn Save vào đây nhé.
Rồi, vậy là mình đã có một file GIF ảnh động. Bây giờ mình sẽ upload lên web để có thể comment được, để còn nhận thưởng chứ, đúng không? Đây, file GIF của chúng ta đây. Bạn sẽ vào trình duyệt, chọn GIF, gõ GIF, sau đó chọn upload và kéo thả file của bạn vào đây. Upload thôi. Đó, đợi nó chạy xong là xong rồi, chúng ta sẽ có một cái link để đem đi comment còn nhận thưởng. Và đây chính là cái link của chúng ta. Rồi, và đó là tất cả những gì có trong video ngày hôm nay. Các bạn hãy nhớ là từ mùa 2 này, chúng ta sẽ có đến 2 cơ hội để nhận quà. Cơ hội đầu tiên dành cho 5 bạn thích và chia sẻ video công khai. Các bạn sẽ nhận được những phần quà từ nhà tài trợ Canon và 50mm Việt Nam. Cơ hội thứ hai đó là với 3 bạn có những sản phẩm đẹp nhất theo chủ đề video sẽ được tham gia cuộc thi khác để đạt được những phần quà lớn hơn đấy. Vậy thôi, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.